Đấy, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác dàn đấy, rồi đài, cả những cái đầu đĩa than thôi nhé, cả đĩa than, cả những cái chiếc đài VIP. Nói chung hôm nay thì rất nhiều đồ VIP đấy, có cả những cái đài to nhé, đài to mà dòng mà có radio cũng có. Đấy, các bác ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đấy. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh của em nhé. Đây mắt. Đây mở màn thì không có gì để mà nói cả đâu. Lên cho các bác một em đầu tiên. Đấy. Em này một em đờ nông không nhá. Một em đờ nông dàn 5.1. Đấy. Một em đờ nông dàn 5.1 cũng nhá. Đây. Con này có cả nguyên cục trầm ở đây cũng nhá. Đấy, có nguyên trầm riêng luôn, đàn ông. Đây. Đây, cho bác thưởng thức âm thanh nó cực hay luôn. Đánh không phải chê luôn nha các bác nhá. Tiếng quá tốt luôn. Tiếng cực tốt luôn nha các bác nhá. Siêu hay luôn. Rất là hay không nhá, có cả đường an đi guitar này, đấy là cổng quang đấy, đi guitar vào này. Ở đây thì có những cái cổng HDMI này, đấy, HDMI luôn, có cả HDMI này, có cả cổng video các thứ luôn. Đấy, con này là một bộ dàn Pioneer, đấy, à quên mất, bộ đàn Denon 5.1 cũng nhá, bộ dàn Denon 5.1, đấy, rất là đỉnh luôn. Có trầm riêng và có thêm 5 loa giò. Bộ này thì nói chung là các bác không có gì để mà phải suy nghĩ đâu. Đánh rất hay rồi, em thử thì sống hết đấy. Đấy. Cái này các bác để đừng từng chế độ nó sẽ chạy ra từng loa. Đấy, rất là hay luôn. Con này model của nó là AVC-S500HD các bác nhé. Em check trên thị trường nó rất là ít có, nó không có đâu. Đấy, Denon. Một bộ Denon 5.1 các bác nhé. Đây có nhá. Đấy. Đây bác nào thích cái bộ này thì alo cho em. Đấy, bộ này là mã này là mã số 161. Mã số 161 có nhá, chỉ có duy nhất một bộ thôi. 161, một bộ đàn ông. Đấy. Du du điện con này. Cho vào một cái bút rồi. Cho vào đây đây. Đây. Số 161 nhá. Các bác lấy bộ đờ nông 5.1 này để cho bác giá là 2.5 triệu. Đấy. 2.5 triệu thôi nhá. Giá em hết cỡ cho bác rồi. 2.5 triệu này. Mã này là mã số 161 thôi nhá. 2.5 triệu đờ nông. Đấy. Đỉnh của chóp luôn. Bộ này thì về các bác nghe nhà thì cực là hay luôn nhá các nhá. Đấy. Xem phim, xem viết các thứ cũng được. Vì con này nó có rất nhiều chế độ. Nặng lắm, cục này nặng lắm. Đấy, đờ nông VIP luôn. Đấy, bác nào ưng thì alo cho em. Mã 161. Các bác cứ check giá thoải mái luôn. Bộ này không có trên thị trường mấy đâu. 5.1. Quá là ok luôn. Đấy, mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Các bác thích lên dàn chung hay là dàn gì thì em lên cho các bác bình luận đây nhé. Dàn chung cũng có. Hay là lên cho bác con này đi.
đấy, nên cho bác con này nó đổi mới lạ lạ tí nhá. Đấy, ok. Cái này còn nguyên bọc kim xịn nào luôn. Đây đây. Còn nguyên bọc kim đấy. Đây có nhá. Một em đầu đĩa than. Đây có nhá, đầu đĩa than này. Còn nguyên hai bọc kim nhá. Em đầu đĩa than còn nguyên hai bọc kim. Đấy. Con này nó gọi là con gì, classic à? Hay gì? Classic cô nhá, đầu đĩa than. Đấy. Đây bác nào lấy con này về chơi. Con này là chẳng biết của hãng gì nữa. Classic cho bác nào biết con này thì hả? Con này nó có cả loa, cắm thủy điện này. Thế như có cả FM gì vậy? Thôi thử ra. À, đúng rồi, có cả AM và FM luôn. Đây à? Đi ngang đàn như này. Phòng rồi. Lành luôn nhau nhá, con này thì chạy ngon lành luôn này, quá ok luôn. Cho các bác một điểm đầu đĩa than đấy. Đây có nhá, không có gì mà để phải suy nghĩ luôn này đấy. Con này thì em có rất là ít nha các bác nhá, không có nhiều đâu. 4 giây rồi. Con đầu đĩa than để cho bác bao nhiêu? Lâu lắm lần đầu tiên có cái loại này nhỉ. Mã này là mã số 162 có nhá, 2,5 triệu nhé. Con này xem giải tần bao nhiêu đây. Con này giải tần giải tần 108. Giải tần 108 ấy. Ngon nhỉ, nghe cả em các em luôn. Giải 108 ấy nhá, mã 162, 2,5 triệu. Đầu đĩa than sống chạy ngon lành luôn nha các bác nhá. Các bác nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 7576 ạ. Các bác thích lên những bộ dàn gì các bác bình luận đây em. Không phải để anh 1980 mất năm. À, lên tiếp một con đĩa than đi. Con này là con gì đây? Con đĩa than đi. Hôm nay thì có rất nhiều hàng hay cho các bác luôn. Đấy. Các bác xem video thì cho xin một like, con nào chưa đăng ký thì cho xin một đăng ký kênh ạ. Đây con nhá. Đây lại tiếp tục có một em nữa này. Con này thì em có mấy con rồi. Con này em có 12 con thôi. Không có nhiều, duy nhất là có 12 con luôn. Con này có cả AUX luôn này. Đấy. Đây con nhá. Ô đẹp chưa này. Giải 108 rồi đấy con nhá. Giải 108 luôn, ngon lành luôn. Xịt xòi chưa? Con này do giải tần của gì nhỉ? À đây. Đây 108 luôn mà. Đỉnh luôn mà. Thank you.
ngon nhỉ. Ông Đào Văn Phú, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ. Đấy. Chưa kịp, chưa có công an chính quy đi nhiều. CD để con này. Những cái nào. AUX cho nha. Đây em bỏ AUX cho bác nghe. Đấy, nó bỏ AUX đấy. Nói chung AUX con này thì các bác nghe bé thôi các bác nhá. Con này không nghe là to đâu, nghe bé thôi. Giả 108 này em với em để bắt hết luôn. Con này xem nào. À, sống thôi nhá. Cái này đĩa than chạy ngon lành luôn. Đấy. Đĩa than chạy ngon lành luôn. Các bác lấy con này về các bác nghe các kiểu luôn. Nghe được cả đĩa than này và nghe được cả AM, FM. Nghe được con này có cả đĩa này, CD này. Đấy, giải 108 này. Mã này là mã số 163. Mã số 163 các bác nhá. Mã số 163. Con này các bác lấy để cho bác giá là 2 triệu nhá. 2 triệu. Mã này là mã số 163. Đấy, 2 triệu. Cái này có bật tủ chè. Cái này bật tủ chè thì rất là đẹp. Đấy. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716 ạ. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Con này con đồ băng cối. Đây những cái dòng mà hôm nay lên cho các bác, những cái dòng nó rất là ít luôn. Cái gì đầu băng cối. À cái nọ đấy á. Đầu băng cối đây. Đây lên trước cho các bác một em đầu băng cối coi nhá. Một em đầu băng cối của Victor. Đấy này đứng lên đứng. Đấy. Nay thì có rất nhiều cái hay luôn. Các bác xem video thì cho em xin một like. Các nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Nói chung là rất nhiều đồ hay. Đấy. Dàn chung ạ. Lên đài đẹp dàn chung ok. Các bác chờ em một tí nhá. Đấu một bộ dàn chung đi. Chạy nhé, cắm điện nhé. Cắm điện ở đây. Check có điện đấy. Này 4 check. 4 check à? Ừ. Đây. Đây. Để dọn. Con này thì về các bác phải dọn nhá. Đấy. Con này về các bác để như này này, xong làm hai quả băng. Nhớ, đồ cổ đúng không? Rất là đẹp luôn. Nhá, 4 check. Con này là có vẻ có làm hai cổ băng cối đấy để cho nó chạy và làm cái bộ loa của cổ nữa. Đây có nhá. Em này của em Victor, đấy model là TD695 rồi nhá, TD695. Đây sống thì vẫn vào điện này có nhá, nhưng về có bác phải dọn. Đấy. Đấy. Con này nó để được cả như này luôn này. Đấy. Mã này là mã số 164 luôn nhá. Mã 164 đúng không? Hôm nay Onkyo N7 hôm nay à tú ơi ghép cho chú mấy bộ Onkyo N7 đi, dòng N7 dòng VIP đi. Dòng N7 rất là hiếm luôn. Hôm nay thì có rất nhiều N7 luôn. Hôm nay em đếm xem nào. Hôm nay mà N7 thì em nói các bác là có 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 có 9 bộ N7 thôi nhá. N7 hôm nay nó quá nhiều luôn, quan trọng là các bác thích bộ nào thôi chứ còn dòng N7 thì hôm nay thì có 9 bộ thôi. Đấy.
Mã này là mã 164 thôi nhá. Để cho bác giá 2,2 triệu. 164 này. 2,2 triệu. Để cho bác nào chung kết. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 75 76. Để có đủ không? Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin đăng ký kênh. Ui, bộ dàn chung thì phải 2 ông B to lắm. Chú xoay nhá. Rồi. Đây lên cho bác một bộ dàn chung của Sony các bác nhá. To quá. Để cái này hết luôn. Không để được, không đổ đâu. Để được. Sony này đấy. Đủ căng đây. Đây các bác nhá, cân đẹp bộ dàn Sony dàn chung. Đấy, một bộ dàn chung Sony. Cắm từ điện nó lên. Lên đây. Các bác xem video thì cho em xin một like, bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh ạ. Đừng tép. À con này để ôi. Con này tháo rời ra này. Đấy em thấy chưa? Con này chuyển rời được á. Con này chuyển rời. Đây này, cần gì phải ấy. Bỏ pin ở đây chuyển ngoài được này. Con này chuyển ngoài được nhá các bác nhá. Chuyển ngoài được cái này. Đây, nó lắp pin đây chuyển ngoài luôn. Thấy chưa? Đây này có chuyển luôn. Ừ, chất nhỉ. Đấy. Con này là rất là hay luôn nhá các bác nhá. Chuyển ngoài luôn này. Đấy, lắp vào đây là lại chuyển ở đây luôn. Được. Xem để cái chế độ nhạc ở đâu nhỉ? Okay. Ở đây. Đấy. Nó để cổng gì? Cổng phép thì xem là đấy, các bác ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Đây. Tắt đi em rồi cắm luôn. Cắm like sao? Hết pin rồi. Hết pin rồi. Không chân nữa. Đây nó có chân của nó mà. Hả? Đây nó có chân của nó mà. Cơ khiển được không? Anh thử thay pin khác bạn thử. Con này nó rất là hay luôn. Để nghe chờ một tí. Mà đang chưa chỉnh được rồi. Bàn phím này vừa chỉnh được, bây giờ nó không chỉnh được. Nhưng mà to lên ở cái đấy thôi. Không mở được các bạn. Con này tiếc quá này. Con này em để xem lại nào. Chắc là cái chân đây này nó chưa tiếp xúc. À đây đây. Cắm bên các bạn, cắm nhầm bên mà sao mà tiếng nó bé thế? À, đừng ấn. Từ. Đây là cái nào? Quan đi, quan đi sao? Sao đấy à? Đúng rồi. Nó vẫn bị trừ đi. Quan đi. Không, con này về các bác phải chỉnh lại cái này, cái núm đây này. Đấy, con này về các bác phải chỉnh lại cái đúng to nhỏ nhá. Đấy, nó về bẩn thôi các bác nhá. Đánh hay nhờ, đánh quá hay luôn. Đấy.
cứ chỉnh lên nữa em bạn nhỏ về nó lại giật về. Thấy chưa? Để yên. Anh biết rồi. Nhá. Mã này là mã số 165. Về các bác soạn qua đã là ok thôi. Mã số 165 một em dàn chung với nhá. Con này con MD515 này, để cho bác giá là 2 triệu với nhá. Đấy, giá là 2 triệu. Mã này là mã số 165. Đấy, giá 2 triệu này. Cực đỉnh luôn. Đấy, mọi thông tin cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716 ạ. Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Nay thì nói chung là sách vài con đào em ơi, nên đá linh tinh thôi. Các bác ưng con nào có chốt thì sách cả đài rồi. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Thì lại lên tiếp cho các bác này. Lên tiếp cho các bác một cặp Onkyo. Đấy. Onkyo N7 có nhá. N7. Em xem con này là con N gì đây. Con này con N7 TX này. Đấy, em chọn cho các bác này. Đây không nhá. Đấy, trong lúc chờ đợi lên đài thì lại lên cho các bác một em N7. Đâu. N7 thôi nhá. Trong này tiếng nhạc của nó nghe thì cực phê luôn. Đấy. Đấy. Đây. Mang trắng carbon của nhá. Hả? Mang trắng carbon của nhá. Đỉnh của chóp luôn. Cắm dây. Riêng cái dòng này về mà các bác nghe phòng thì gọi là đỉnh của chóp luôn. Đấy, chóp hết luôn. Đây con đài sau biển cạnh đài đít than đi em. À, cái con đài
đài xa biển. À, cái con đài đấy nghe hay lắm. Đây chờ em tí em lên cho. Con đấy nghe ông phê. Con đấy nghe ông đỉnh luôn. Đây lên nữa bác cắm AV. Đây con này có cả USB này các bác này. Con này đỉnh này, con này có USB này. N7 cũng nhá. Đây lên cho bác một cặp N7 này. Không có gì mà suy nghĩ dòng N7 luôn. Đấy. Đang cắm phòng gì? Tắp đi ạ. Line. À được, tắp rồi. Cửa tắp. Cửa tắp rồi. Rồi. Quá đẳng cấp luôn nha coi nha. Đấy, các bác nghe gần như dòng âm thanh của dòng N7 này. Đấy, mở to lên một tiếng rất chắc luôn. Onkyo và Đà Nông nó vẫn là đỉnh đúng không? Nó vẫn là đỉnh đúng không các bác? Một cái bộ mà em nói các bác một bộ dàn mini mà. Đấy, N7 này thì có 9 bộ cơ, nhưng mà lên bộ này là cũng đẹp rồi. Đấy. Lên cho các bác này. Đấy. Cái gì đây? Thì lại lên luôn. Không, hôm nay là lên lung tung chứ không lên. Hôm nay này em lên lung tung nhá, chứ không lên cứ một set gì một mã nào cả. Mà lên lung tung luôn. Đây này, xong lên xong quả này, lên cho bác quả này nó mới kinh điển này. Đấy, bộ N7 có nhá. Ba hoi cho bác luôn. Hôm nay thì nhiều cái hay lắm. Bộ đấy thì kinh. Bộ đấy thì kinh khủng, con đấy thì kinh khủng rồi. Ui, con này đẹp nhá. Đây các bác chờ em tí lên nhá, con này các bác trầm trồ luôn. Đấy. Không, em nói rồi. Con đấy tính. Đây cô nhá, bộ N7 này để cho bác giá là 1.6 triệu. Đấy, 1.6 triệu cô nhá. Mã này là mã số mã này là mã số 1 bao nhiêu nhỉ? 166 nhá. 1.6 triệu thôi. Đấy, 1.6 triệu quá hợp lý rồi. TP của này ra này. Con này phê nhá. Con này thì xin phép các bác là em không like vào trong cái kia nữa, em like ra ngoài thôi. Nó đang hơi cuốn. Đấy. Con này thì là em sẽ like ra ngoài có nhá. Đấy. Bác nào thích con này nè. Có anh Ba à? Đấy, anh Ba luôn. Các bác là thấy nó hay quá là phải lên ngay cho các bác luôn nhá. Đây, cho bác xem này. Bên cạnh này. Đấy. Thấy đỉnh là phải lên luôn. Đây. Một em Sanyo cũng nhá. Sanyo đỉnh của chốt là phải lên luôn. Đấy. Về các bác nghe live im các thứ. À con này nó hơi bị sứt một tí cái chân này. Đế chân này không vấn đề gì các bác nhá. Đế chân không vấn đề gì cả. Đấy. Sanyo. Đây bác nào chốt con này về để mà nghe thì chấm hết luôn. Mã này là mã số 67. Mã số 167 các bác nhá. Đấy. Con này các bác lấy thì đúng không? À cái con hai loa đúng không? Con này loa lại con này lại chết rồi. Mã số 167 này. Ừ, con này chất lắm. Này là rút ra đúng không? Đúng rồi, hay là rút ra đây. Mã số 167 nhá. Các bác lấy con này thì để cho bác giá là 3 triệu.
2,2 triệu cũng nhá. Đấy, 167 này. Đấy, 2,2 triệu. Đây em lên cho bác con này cũng đỉnh nhá. Đấy. Hôm nay đấy em lên lung tung. Bác cứ thích con gì thì em lên con đấy thôi. Con này nó có cả con đấy thì vẫn đấy có cả radio luôn á. Bây giờ con này thì đây các bác nhá, con này thì không hề rẻ tiền luôn. Đấy, em nói chuẩn luôn là con này là không hề rẻ tiền luôn. Đây, con này thì tại vì sao mà em bảo là không hề rẻ tiền đây? Thì là như thế nào mà không hề rẻ tiền thì mời các bác xem con này nhá. Đấy, con này luôn được loa ra đúng không? Đây. Đấy. Hai loa rời nhá các bác nhá. Hai loa rời này. Đấy. Hai loa rời nhá. Cực đỉnh luôn. Đây. Đấy. Và con này là nghe được radio nhá các bác nhá. Đẳng cấp một cái nữa là nghe được radio. Đang nghe cái gì đấy? Đấy, con đẳng cấp một nữa là nó nghe được radio. Đỉnh nhá. Con này đỉnh nhá. Đây mất cái nút chỉnh FM rồi, giải 108 như thế. Đây có một đoạn này chỉnh FM nhá. Quá đỉnh luôn. Con này thì em nói lắc là không có gì để mà chê đâu. Vừa có AM này, vừa có line này. Đấy. Vừa có một bộ loa đỉnh đẳng cấp luôn, không thiếu một cái gì, có nghe được cassette coi nhá. Đấy. Mã này là mã số 168. Mã số 168 thôi nhá. Đấy, dòng VIP. Mã 168, các bác lấy con này để cho bác giá là 2 triệu. Các bác lấy con này nhá, để cho bác giá là 2,6 triệu. Đấy, bây giờ em mua nó hợp lý hơn ông nọ, để bác giá 2,6 triệu, ông nọ bán 2,8 triệu thôi. 2,6 triệu luôn. Mã này là mã số 168 nhá, 2,6 triệu. Đấy. Quá ok luôn. Con này thì nói rằng các bác là không có gì để mà chê luôn. Còn cả AM, FM nữa cơ. Đấy. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 7,5 7,6 ạ. Con gì nó hay hay nó lên cho bác nhỉ? Con này, con này là con vali này các bác này. Con này nhưng mà nó đang bị mất cái mặt vali nhá. Các bác nhớ cái con vali này em hay lên cho các bác không? Đấy. Cái con vali mà ngày xưa mà nhiều rất nhiều bác hỏi em ấy. Con này nó đang bị mất cái mặt của cái vali. Đấy, các bác nhớ chưa? Giải 108 nhá. Nationa 2 cassette này. Con này thì cái nửa này, 2 cassette thôi nhá. Đấy, và giải 108 này. Đấy, bác nhớ con này con vali không? Con này em đang mất cái mắt vali rồi. Con này là đấy bao nhiêu bác hỏi em này nhưng mà không còn đây này. Đây. Đây cái con kia trước đây này. Một số khách hỏi cái này này. Sừng phổ thông.
những điều cần lưu ý khi chúng mình trở lại trường bước vào năm học mới. Hôm nay thì tiếng Việt sẽ tiếp tục chủ đề này với những lưu ý dành cho các bạn sinh viên. Xin mời tiếng Việt. Dạ vâng ạ. Khác với thời gian còn đi học ở cấp trung học, sinh viên thường có khoảng thời gian nghỉ hè linh hoạt và gần như không giống nhau. Nhiều người lựa chọn tiếp tục bước vào kỳ học hè, trong khi số khác lại lựa chọn làm thêm hoặc là trở về gia đình sau thời gian dài học tập tại thành phố và mất một thời gian chúng ta không đến được trường. Con này là con Nationa, đấy A15, nhưng con này là con vali vì mất cái mặt vali. Đấy con nhá. Đấy con này thì trong tình trạng mất cái mặt vali. FM giảm 08 rồi, các bác lấy con này để cho bác giá là 1,6 triệu nhá. Đấy. Thiếu con mặt vali bán 1,6 triệu, bán 2 đồng thôi. Mã này là mã số 169 luôn nhá. Đấy, 1,6 triệu. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Ừ, anh biết rồi. Kệ, tí lên sau. Lên con để dưới chân bàn. Ok, anh chờ em tí. Tí em quay lại cái bàn đó rồi em lên. Em lên vài con to to rồi đó. Xong rồi em lại lên mấy con đấy cho các bác. Con đấy tiếng hay. Đây, lên cho bác này. Đấy. Một con này là con sáp thôi nhá. HK100. Đây cô nhá. Đây. Con này thì nói chung là về các bác độ chế như nào cũng được. Đây coi nhìn chưa? Hai loa bát này, hai test này. Đấy. Có cả chỉnh quay laser các kiểu luôn nhá. Đây. Cassette này. Đấy. Nói chung là cái loạt này toàn con VIP thôi. Đấy, bác nào mà lấy những cái con như này về thì không có gì suy nghĩ luôn. Đẹp xuất sắc nha các nhá. Hai loa bát luôn. Đấy, về các bác độ chế cái gì cũng được. Đây cùng quách kiếp các thứ đẹp của nhá. Con này thì nó có cả đường line in nhá. Đấy, cả đường line in luôn. Đây quét chờ em tí, em lên 1-2 con, em lên con kia chưa? Thế để tên Minh để lạnh này. Đây vậy tên Minh để lạnh kia rồi. Chờ em tí, không cả em tí. Có hát karaoke thì không bạn? Cái này là nó hát karaoke mà. Lên hai con Sony đi em. Sony nào nhỉ? Hát con Sony nào. Ngược à? Không, anh làm cái mốc một đường quê. Tiếng cực hay luôn. Đây các bác nhá. Hai cái loa bát luôn. Mã này là mã số 170. Lên hai con Sony là con Sony nào nhỉ? Mã số 170 các bác nhá. Để cho bác giá con này là giá thì 1,8 triệu các bác nhá. Đấy, 1,8 triệu này. Đẹp xuất sắc. Đấy. Đẹp xuất sắc hai loa. 1,8 triệu này. Ui giời. Đấy, à để đây à. Có để đây tí lấy con lấy giàng. Tí có lấy giàng không? Có mà, có lên luôn một phát vàng là giàng cho bác. Con này đỉnh luôn, con này thì chất luôn. Con này thì chất luôn nha các bác nhá. Con này con Columbia là con đờ nông. Đấy, GPK 900. Con này có X-Bass này, con này thì tiếng kinh khủng luôn. Columbia là đờ nông nha. Con này thì nghe thì kinh rồi. Được chưa? Con này có X-Bass này con này. Đấy. Oh,
luôn các bạn. Con này thì em nói các bác là riêng em nói các bác là cái con này thì các bác nghe chấm hết luôn, về các bác hát karaoke luôn cũng được các bác nhá, kinh khủng luôn. Con này nó đánh quá hay luôn vì nó có cả Xbox nhá, Colombia đàn ông ấy. Đấy, ma này là ma số, con này to lắm, con này to kinh khủng luôn, cao của nó rơi vào tầm khoảng mét đấy, ngang nó rơi vào tầm khoảng gần 50 đấy. Ma này là ma số 1.1 ma số 1.1 quá nhá. Thôi em ơi, để lên cái khác ra tí lên trước đi. Để lên cái khác ra. Đài đâu rồi, mang đài ra đây, còn lên đài này. Ma số 1.7.1 quá nhá. Con này các bác lấy thì để cho bác giá là thôi 2 triệu thôi, 2 triệu quá nhá, tiền quản hết, vẫn bao ship cho các bác luôn. To như này thì bao ship mất hơn 200 rồi, 200 trước đi. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Con đấy thì nó đỉnh luôn rồi. Có thể em quay ra đây lên mấy cái thứ khác tí chứ không các bác lại thì các bác nói chết. Đây em lại lên đây để lên những cái thứ khác nữa nhá. Các bác lại nói em chết. Hôm nay em lên lung tung mỗi thứ tí. Các bác xem video thì cho em xin một like, bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh nhé. Đấy, mở màn đi lên cho các bác một em măng cối nhá. Ôi, túi cái bộ con vô đồ nâng vừa cái một cơn này anh chưa lắm. Cái bộ ấy. Em mở màn cho các bác một em đài măng cối của Sony các bác nhá. Đây. Đấy, còn nguyên dây luôn. Quá ok đúng không các bác? Này. Con này thiếu mất cái nắp pin này. Đấy, về các bác phải chế nắp pin thôi. Sony các bác nhá, Sony băng cối. Con này model của nó là đâu rồi? TC900S các bác nhá. Đây. Đấy. Tao để thử cắm điện xem có sống không đã. Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like, ban nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Để xem nào. Này chẳng biết có vào điện không nhỉ. Không vào điện các bạn. Hơi tiếc này. Đấy. Lấy con nào cứ lấy mà bạn. Đây có nhá, một em Sanyo băng cối này, rất là đẹp luôn, nhưng mà em thử thì chưa vào điện này. Đấy. Mã này là mã số 172 thôi nhá. Con này các bác lấy thì để cho bác giá là 1.2 triệu thôi nhá. Đấy, mã này mã số 172. 1.2 triệu. Đấy. Ôi, con này có gì hay đấy. Nếu băng cối. Chú ơi, mình lấy chú một cái con này đi, lên đây cho các bác, vừa bác kia bác hỏi nhiều quá. Đấy, con bên dưới. Con bên dưới đang chạy ngon lành rồi đấy. Chú vào đấy như chú đang cắm dây điện ở sau rút ra. Con này thì tiếng nó cực đỉnh luôn, về các bác dọn dẹp lên. Đấy cho anh cái khăn đi. Đây các bác nhá. Này phục vụ các bác toàn hàng chất luôn, hàng độc và lạ luôn, đỉnh luôn nhá các bác nhá. Đấy. Đây lên tiếp cho bác này, một em này này, cái này nó gọi là cái con gì nhỉ? Sony đi mấy đây?
Sony cô nhá. Sony. Đấy, D3000 cô nhá. Đây có Sony D3000. Sony D3000 các bác nhá. Đấy. Con này thì tiếng tốt lắm. Đâu xem nào. Đây các bác nhá. Con này về các bác chỉnh lại cái cửa như nó tự đẩy hay sao nhưng mà nó chưa đẩy ra. Đây này. Sony D3000 các bác nhá. Đây các bác. Con này thì đỉnh luôn. Con này đâu rồi, cái cắm line nó đâu rồi. Cắm nó ít chứ luôn. Đây. Nhiều dây quá, giờ không biết nó nằm đâu, chúng nhấc lên. Đây. Đây để em cắm line cho bác nghe nhá. Thưởng thức âm thanh của cái con Sony này. Bát này. Đấy. Sau có chỉnh bát các bác nhá. Đấy, đây. Đấy, đẳng cấp luôn nha các bác nhá. Có ai em FM đầy đủ hết. FM này. Xem con này giải bao nhiêu đây. Giải 90 cô nhá. Em giải 90. Đây. Đến với chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Đây các bác nhá. Đấy, một em Sony D3000. Đỉnh của chóp luôn. Con này thì tiếng của nó thì các bác yên tâm là chất rồi. Không có gì mà nghĩ là con này em có mỗi 3 con thôi thì lên cho bác một con trước này. Đấy. Mã này là mã số 173. Mã số 173 các bác nhá. Con này em mua rời mua riêng đấy. Đấy. Mã số 173 này. Con này các bác lấy thì để cho bác giá là 2.6 triệu nhá. Đấy. Mã số 173. 2.6 triệu. Các bác nếu mà các bác mà nghe cái dòng này thì chấm hết luôn. Dàn mini của gọi nó bằng cũ. Đấy. Các bác yên tâm được câu là như thế. Đây sang nhiều. Không anh các bác ơi. À, đừng nói là dành cho các ông sưu tầm. Con này nghe nó sướng lắm, nghe nó đẳng cấp lắm. Nói chuẩn một câu là nghe rất là đẳng cấp luôn. Nghe nó đẳng cấp luôn. Sanyo U4S các bác nhá. Sanyo U4S này. Đấy. Nghe tiếng của nó thì đẳng cấp luôn nha các bạn. Còn đấy thì nói thật các bác là dàn mini thì gọi nó là cũ. Đừng khen nó, không nó dối là nó lại dè đấy. Thật tôi em không dám khen. Con này xem nào. Sanyo dương trong âm ngoài. Sanyo cậu nhá. Lên cho bác của em. Đấy. Con em đài đỏ Sanyo U4.
Vâng, em trêu tí thôi rồi. Hơi khó dò vì quá nhiều đèn led rồi. Đây cô nhá, một em Sanyo U4 màu đỏ này. Đấy. Đây, Sanyo U4S màu đỏ, một cửa băng. Con này thì các bác chơi thôi. Đấy, để cho đẹp. Mã này là mã số 174. Mã số 174 cô nhá. Con này các bác lấy để cho bác giá là 850.000 thôi. Đấy, 850. Đấy, mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Đấy, tiếp tục lên cho bác này. Một em Sony cũng nhá. Đấy, Sony. Con này con CS 1770. Đấy, hàng này hàng mới về CS 1770. Đấy, mỗi anten này các bác lên Shopee mua thôi. Các bác xem video thì cho xin một like, bác nào chưa đăng ký thì cho xin một đăng ký kênh nhé. Nói chung hôm nay em về nó cũng nhiều hàng linh tinh lắm. Nhiều hàng hay lắm. Ngồi mình chút từ chiều ấy rồi. Đây xem con này bác nó có sống không. À đây, con này sống ok rồi coi. Tính trong khoảng 20 năm trở lại đây, cũng có những phim để lại ấn tượng như là Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Vịnh sản xuất năm 2006, hay là Đường Đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh sản xuất năm 2009, Mùi Cỏ Cháy của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười sản xuất năm 2000. Quá ít về số lượng, và còn chất lượng thì nhiều người cũng cho rằng là vẫn chưa đủ. Đây nha các bạn nhá, Sony CF1770. À, nói Zayo, con này về có dọn cassette nhé, về dọn cassette. Đấy. Mã này là mã số 175. Mã số 175. Đấy. Con này các bác lấy để cho bác giá là 850.000. 175. 850.000. Quá hợp lý, có cái bộ gì mà nhìn thích. Thích thì lại phải lên thôi. Lên đâu ạ? Bộ gì đấy? Cái nút à? Cái nốt lên luôn. Làm gì? Lên luôn, đã thế thì lại lên luôn. Có con này để nhờ. Đây, để này đâu? Chả biết để đâu nữa, chịu quá. Thôi thì em cứ mang về đây. Bên đây. Lên cho bác có bộ này thì đỉnh luôn, nặng thế nhỉ. Không có nung cái nó. Bố la gì? Con... Nặng thế cơ. Để cái đổ cẩn thận đấy. Để nghiêng không được anh ơi, phải đến giữa. Nó nhấc ra đây đấy. Nặng lắm cơ. Nặng ư? Nó nghiêng nó đổ. Dạ. Không sao, không sao. Cái này được rồi. Nặng thế cơ. Đâu, xem nào. Xem nào. Ui dồi ôi. Nặng thế. Sợ luôn. Em lên cho bác bộ... bộ Kenwood các bác nhá. Con này con Kenwood VIP luôn nha các bác nhá. Con này thì bác nghe chấm hết luôn. Đấy. Nguyên bụi luôn nha các bác nhá. Nguyên bụi luôn. Con này về các bác nghe chấm hết luôn. Nhưng mà trong mắt thì em mới đang thử có một loa không để được, cái bàn này không để được hết. Con này đỉnh của chóp luôn. Đấy. Đấy. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like, lên cho bác bộ Kenwood này thì đỉnh luôn nhá. Ui giời, dây to đấy. Cắm đâu? Đây này cắm cái gì đấy? Cắm điện. Đúng đấy. Đúng đấy, từ từ để mai nó xem rồi. Ừ, đẹp chưa? Con này chất lắm. Con này phải cắt cái dây đi thôi. Con này thì đỉnh luôn. Con này thì đỉnh luôn nha. Không lột ra nó vướng. Còn dây vẫn còn dây. Vẫn còn dây nịt kia mà. Lên nó bác cái bộ này cũng chất luôn. Hôm nay ngày mai mùng 2 tháng 9 thì chứ. Cứ điện thoại mày cứ đổi. Đây, đây. Đây em lên cho bác bộ này nó chất luôn, nó đỉnh luôn. Đấy bộ kem này có nhá. Tinh ba cục này nó nặng dã man luôn. Đỉnh luôn đấy, bộ này nó đỉnh luôn đấy các bạn. Đây các bác chờ em tí em. Kem 5002. Đúng rồi, 5002.
chắc là bác này, bác Huề này, bác ở nhà bác đang chơi bộ này sao bác biết? Không biết cắm như nào. Đâu, đưa chú xem nào. Cái này cắm như nào? Chắc này rồi, nhưng mà nó thừa. Đây áo ít đây, cắm áo ít đây. Cắm áo ít này, áo gì này. Đấy, cắm áo ít. Đúng rồi, cắm áo ít này. Sao lấy chân gì đây? Ok, nó đi kìa, chuyển chuyển. Từ đó. Xem áo ít ở đâu đó. Quá trình bắt chắc nha. Đâu nhà chuyển như nào, đứng đứng ấn tinh tinh nữa. Kinh nhờ, bộ này bán đắt thế rồi. Bộ này biết bán bao nhiêu cho nó vừa bây giờ. Chưa đấu le thì bảo sao nó không chạy. Con chưa đấu le các bạn. Chưa đấu le, rút điện. Chưa đấu le, cứ bảo sao nó không chạy. Chưa đấu le, cứ bảo sao nó không chạy các bạn. Tài thật. Đâu một giây, đâu một giây đi. Khổ thế. Bó tay mấy ông bán loa đài. Loa chưa đấu, cứ bảo không chạy. Hả? Rồi ok, đỏ đỏ trắng đen. Đâu nhỉ? Cắm thế nào nhỉ? Là vừa là đâu? À đây đây, một cái ở đây. Tiến khổ các bạn. Loa không cắm nó cứ bảo sao nó không chạy. Không hiểu tại vì sao. Tài thật. Loa thì không cắm mà chỉ cứ bảo nhưng mà nó cứ không chạy thôi. Sao gặp lại? Sái cái đấy ra trước đi, sái cái đấy ra trước đi. Đừng nhắc cái đấy hả? Sái cái đỏ là thôi. Đừng xoay để xoay nút cái này. không cắm. Không cắm loa vào nhưng mà vẫn cứ bảo sao nó không chạy. Chết rồi. Ok, rồi bật thử nào. Mình đang lại chưa cắm điện. Quá tài luôn. Đẹp nhờ. Đây áo ít nhờ. Áo ít nhờ. Ô tắt à. Bật, đang mở chưa? Đang để cổng gì đấy? Cổng áo ít. Thân thiết cá mình. Ui nghe hay thế nhờ. Nó đánh ra đánh luôn, nhưng phải nói là nghe chất thật. Nghe tiếng nào ra nó tiếng đấy. Có cái đĩa ở đâu mà thử CD. Sợ nhờ. Nghe nó, nói chung là tiền nào phải đấy các bạn. Nghe nó ra nghe luôn, nó đẳng cấp luôn. Ai để nhất cái bàn vàng nhá. Tôi không cần đâu. Cặp nghe nó chuẩn. Thôi để như này anh được để cho bác nghe thôi mà. Đây coi nhá, đúng tiền nào phải đấy. Nghe nó đẳng cấp luôn. Trên chạy lên. Từ sang chạy không? Chạy. Đây, chỉ cho này. À chạy luôn. Ồ. CD chạy luôn các bác nhá. Chuyển sang cổng CD. Phải chuyển sang cổng CD nó mới chạy. Đâu rồi? CD ở đâu nhỉ? Đây 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 đây. Không. Đây CD đây. Đây CD đây. Rồi chạy rồi. Thôi nói chung là chạy rồi, về các bác nghịch thôi chứ cái này thì em chịu chết. Có giải mã, con này có giải mã luôn. Nặng như cái chuyện. Đó.
giải ma nhá. Đây có giải ma đây. Hai quang luôn. Đỉnh của chóp luôn. Đấy. Đây hai loa là có nhá. Con này mà mình vừa xây xong nhà rồi. Xây nhà để chơi luôn. Để luôn. Xây nhà để chơi luôn. Đỉnh phết. Ok, tát thôi. Chạy ngon lành rồi các bạn. Quá đỉnh luôn. Cô đang phải vô kiểu này. Cái vỏ này đi dọn này có đáng bao nhiêu? 200.000 lại như mới có gì đâu mà. Cái này người ta dọn đơn giản có gì đâu. Cái gì chứ còn riêng cái dọn này thì đơn giản. Dọn vỏ này có gì. 200 là xong. Lại như mới. Đôi BB ra giúp anh cái này. Nặng lắm. Bộ này nếu mà ship thì không biết là phải đóng kiểu gì, chắc phải đóng làm 3 lần, nặng lắm. Mà ship thì chắc phải ghi ấy vào cái hàng dây vỡ. Đấy. Nguyên chất bãi mà là từ đĩa các thứ là chạy ngon lành luôn nhá, có cả cổng quang. Đấy. Chất luôn đỉnh chủ chóp luôn. Ma này là ma số 176. Ma 176 nhá. 12 triệu. Để cho bác giá là 4 triệu rưỡi cô nhá. Đấy. 4,5 triệu. Ma số 176. Đấy, các bác check thoải mái. Các bác check thoải mái về cái giá cả con này nhá. Đấy. Con này là con gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Kenwood 5002 nhá. Các bác check giá thoải mái vô tư đi. Đấy. Các bác check thoải mái giá đi rồi các bác alo cho em nhá. Đấy. Thế cho anh con đài nhá. Nói lên một đài thì này nó nhiều món quá nên mua đá mỗi thứ tí thôi. Này. Lên tiếp cho các bác một em ạ. Ôi con này sao này bị cửa. Con này bị cửa rồi các bạn. Con này bị cửa này. Nó đang cũng bị mở ra này. Đấy. Sanyo U4 này cũng còn rất là đẹp luôn. Nhưng mà hơi tiếc tí. Cái cửa nó cứ mở ra. Này nó có rất nhiều các bạn, mặt hàng mà em chả biết lên cái gì nữa. Đấy. Đấy nhá. Con này đang bị như này thì thôi em phải thử luôn. Cứ biết là nó sống ra này. Đấy, bác nào lấy con này để luôn cho bác giá là 650.000. Đấy cái tình trạng cửa này, xả luôn cho bác giá 650. Sanyo 4. Đấy, mã này là mã số 177. Mã số 177 có nhá. Đấy, 650.000, quá hợp lý. Cái bộ kèn đấy thì em chả biết là cái bộ kèn gì nữa. Đại à, như bộ đấy bộ 5002 ạ, 5002 chuẩn đấy. Em đọc mã 5002 đấy. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Con nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đây tiếp tục lên cho các bác một em đài này. Đấy. Hitachi TRK VK105 các bác nhá. Đây. À đây con này nó bẩn thôi. Chúc vào các ngành quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi và đặc biệt là được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ cổ vũ nhiệt tình. Với nhiều nghệ nhân sinh vật cảnh chơi cây là đây các bác nhá, một em Hitachi TRK VK105 này. Đấy. Con này thì nói chung là một cassette chạy, một cassette chưa chạy. Đấy, giải 108 màu đen. Con này rất là đẹp nhưng mà màu đen. Đấy, thế nên để cho bác cái giá là hợp lý hơn những cái màu đỏ các bác nhá. Đấy, những cái màu sáng. Mã này là mã số đây
Mã này là mã số 1 một bao nhiêu? 178 thôi nhá. Con này để cho bác giá là 700 thôi. Đấy. Chứ còn bình thường thì nếu mà màu đỏ thì chắc phải bán tầm khoảng 900-950. Màu này thì để cho bác giá là 700k. Hitachi đó. Con này còn rất là đẹp quá nhá. Đấy. Các bác ưng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Đấy, bác nào thích con này không? Đấy, con Sony này. Con Sony này là chỉ có một cassette không ạ? Đây, bác nào thích con này này. Thích con này về chơi này. Đấy. Đồ còn trái máy này chết rồi. Đây các bác nhá. Con em Sony chỉ có cassette không thôi. Có vào điện này, nhưng con này về có dòng cassette này. Đấy, có vào điện nha các bác nhá. Có vào điện. Đấy. Về dòng cassette. Đây. Một em Sony. Đấy. Con này là con TC1440 thôi nhá. Mã này là mã số thiếu một cái núm gạt này. Mã số 179. Nhưng mà ngày mai không đóng đâu, mai 129 đóng đâu. Mã số 179 này. Con này các bác lấy để cho bác giá 450.000. Đấy. Đấy, mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716 ạ. Tú ơi, đưa cho chú con này đi, con đẹp đẹp này. Để cho bác con này đẹp đi. Con này nó đang nghỉ hàn dây sẵn rồi. Con này là con Toshiba RT 3300D của nhá. Đấy. Con này rất đẹp luôn này. Đấy. Nhưng mà con này thì người ta lại ấy dây sẵn rồi. Ủa cái bộ kèn Pioneer đấy à. Bộ Pioneer đấy nghèo cũng phê đấy. Ý mê bộ Pioneer đấy, lên đó bác bộ Pioneer. Ừ, chứ đừng có cắm ly trước nha, cháy đấy, cháy buồn đấy nhá. Ôi dồi ôi, con này không vào điện rồi. Điện quá, mới như thế này, vào điện chết tôi rồi. Chân trên vùng, chân trên. Này, chỗ này. Bơi bố cả. À, nó bẩn chân quá. Nguyên tắc là loại trước, cắm ly sau. Còn nguyên, sau đó cắm ly ra là đổ ra. Đúng nha, chưa? Đôi nha, đôi. Tôi biết là nó là tôi biết là nó sống ra các bạn. Đây con này còn rất đẹp luôn. Nhưng mà thôi, may quá là nó sống rồi, nó không chết là được rồi. Đây. Đấy, rất đẹp nha các bạn nhá. Mã này là mã số Mã này là mã số 180. Sống sột sẹt thôi, về các bạn dọn. Đây các bác nào lấy con này để cho bác giá 750.000 này. Đấy, mã số 180, 750. Hôm nay khả năng là lên nó hơi chậm thì cơ bản lên dàn những cái thứ, cái đấy lên sau đi. Các bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em có nhá. Có con to nào lên cho bác không? Vài con to đi. Đây đây con to đi. Rồi, đã có một con to lên cho các bác đây. Có gì rồi. Con này thì bị ấy rồi. Con này bị gãy mất một cái nút mở ấy rồi. Con này con Toshiba 770SD rồi nhá. 770SD. Đấy. Toshiba giải 90 này, tiếc quá. Bombay giải 90. Đấy. Đây để cắm thử lên cho các bác luôn này. Đấy, thôi nhá.
được trồng các loại cây. Con này thì sống rồi con nhé. Đất ở khu vực này là loại đất. Đây con này thiếu anten này và con này tình trạng ấy đang bị gãy một cái nút mở của cái này. Đấy, các bác nào mua của em cũng có cả hàng thanh lý về các bác thay sang lấy cái đồ thay sang này. Thay cái nút để sang được này. Đấy, Toshiba RT770ST. Đấy. Con này thì bình thường đang bán là 1.4 triệu, trong cái tình trạng như này các bác lấy thì để cho bác giá là 1 triệu. Mã này là mã số 181 cô nhá. Đấy, giá là 1 triệu. Thường này dòng to nhất đấy. Này luôn. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Các bạn chưa đăng ký thì đây. Con này thiếu mất hai cái nút này. To quá thiếu mất hai cái nút. Chết đi. Con này va đẹp quá quá. Con này va TPR820 này, hai dâu đẹp quá. Thiếu mất hai cái nút. Hai đèn bù. Sáng trong đêm tối, rồi một loạt AR-15 chiu chiu bay qua đầu tôi. Tên lính bắn cầm canh, rồi không gian lại trở lại yên tĩnh. Con này con to nha các bác nhá. Bởi những động tác thuần thục của người lính đặc công. Đấy, con này nó cực to luôn. TPR-820. Đấy, nói chung là thiếu mất hai cái núm. Đây có nhá. Một cái núm ba lan này, đấy, là một cái núm chỉnh dài tần. Hai cái núm này thì là chú ấy để yên mày lấy cho chú một cái hộp đồ xem có đủ núm không. Khả năng là đủ núm nha các bác nhá. Các bác mã nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin đăng ký kênh ạ. Không thấy hộp đâu. Con này thì bình thường là nếu mà bình thường em bán em sẽ bán 1.8 triệu. Đấy là giá chuẩn. Nhưng mà trong cái tình trạng mà thôi thì em cứ bán thiếu nút đi. Nếu mà mai mà em có nút được thì em sẽ cho các bác nhé. Đâu, tôi sao có. Cái núm này thì khả năng là sẽ có này, cái núm chỉnh giải tần này thì có này. Còn cái núm mà xoay ba lan này thì chắc là không có đâu. Có đàn vít to hơn, vít to khả năng là có đấy. Dàn đĩa than, đĩa than là làm gì? Được đấy, ngon luôn. Ở đây con này có này, đẹp luôn này. Đấy. Còn cái này thì em chịu hết, cái này không có đâu. Cái này chịu hết. Đây cô nhá. Đấy bác nào lấy con này thì để cho bác giá là 1.5 triệu thôi. Mã này là mã số 182 cô nhá. 1.5 triệu. Nhưng dòng này to này bác nào chốt thì chốt thôi chứ còn không có đâu. Lên là hết thôi. Đây con này con gì đây? Aiwa G22 cô nhá. Aiwa G22 này, còn rất đẹp này. Đấy. Ai qua gì ai còn rất đẹp. Đây còn nguyên cả cuốn băng bên trong này. Tặng tiếp các bác cuốn băng luôn. Nói tặng cho nó hoài chứ cũng có nó chứ cũng không phải của em. Đây có nhá, ai qua gì ai. Giải 108 các bác nhá. Sẽ có cái sự chỉnh chạc hơn, dạ. Trải nghiệm hơn. Chỉ có cảm giác một chút xíu của cái sự mong manh hơn khi đúng mà đã làm bằng. Dạ đúng, đúng. Mình cảm xúc hơn nhiều lắm chị. Chị nói được cái câu đó thôi mà em cũng cảm xúc. Bắt cực nét luôn nha cô nhá, bắt cực nét luôn. Mình cũng là những người mẹ nên mình hiểu nhau. Có cả đường line in cô nhá, ai qua C22 đủ đồ đẹp này. Con này nói chung là đẹp rồi, quá ok rồi. Đấy. Giải 108. Ui con này đẹp thế.
Ma này là ma số 183 này. Con này các bác lấy để cho bác giá là 1.1 triệu. 183 1.1 triệu quá nhá. Aiwa Z22. Con này về có áp dọng cassette. Đấy, Zio thì sống ok rồi. Đấy, mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0975 775 716. À, lên cho bác cái con này này. Tập cận bình quá nhá. Mazda tập cận bình. Audiocom. Tự như còn đây. Giải 108 tử tế coi nhá. Mỗi giai ô không coi nhá. Đây. Mới tinh tình. Đấy, hàng của Tập Cận Bình. Về các bác để đầu giường nghe ok luôn này. Mới tinh luôn. Đấy. Đây, ma này là ma số 184. Con này các bác lấy để cho bác giá là 400.000. Đấy. Mới cứng. Con này về có nghe radio thôi. Đây là tiếp tục với em của Tập Cận Bình nhé. Bác Tập Cận Bình bác sản xuất ra. Bác cái ủy quyền lại cho em bán. Đây có nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Phải 108. À, ngày hôm nay ngồi trong phòng thu mà cảm giác của Kim Ánh cùng với ekip. Mã này là mã số 185. 400 chuyển khoản hết ba ship ạ. Đấy, 185 400. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Đây con này đỉnh nhau nha các bác nhá. Con này đỉnh luôn này. Đấy. Con này là con gì đây? Một em bước làm gì? Con này là một em Sanier có nhá. Một em Sanier. Đấy. Con này chạy cái gì nhỉ? Con này chạy cái gì nhỉ? À có sống đi. Có vào điện các bạn. Nhưng mà chả thấy sọt sẹt tí thôi này. Sanier có nhá. Đấy. Sanier. MR500X nhỉ, 5500X. Đây con này bác nó lấy để cho bác giá là 700.000 đấy, để các bác gọi đi. Mã này là mã số 186 nhá. Đấy. 700k. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Các xem video thì vui lòng cho xin một like. Các nào chưa đăng ký thì cho xin đăng ký kênh. Lên tiếp cho bác của em này. Một em này là một em
con này con gì nhỉ? Đi guitar. Đấy, đi guitar các bác nhé. À con này con Nationa. Nationa các bác. Sorry các bác. Đi guitar. Đà đĩa con này nó rất đỉnh luôn. Để em cắm nguồn cho bác xem. Nationa. Nationa các bác nhé. Sorry các bác. Đọc nó hơi bị lẫn đi. Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin đăng ký kênh. Lên cho chú mấy bộ dàn N7 cái. À đây con này sống rồi con nhá. Này con sống. Giải tầm xoay luôn con nhá. Quý vị trong một cái chương trình thật là ý nghĩa để chúng ta nói về câu chuyện về du lịch đúng không anh chị? Đúng. Thường thì quen cũng sẽ thấy là cái khoảng thời gian gần đây thì chúng ta cũng sẽ cố gắng làm sao để những cái ngày nghỉ lễ như thế này là sẽ thành một cái chuỗi ngày, cái chuỗi ngày để mọi người có đủ thời gian tận hưởng những cái ngày nghỉ lễ thật là thoải mái ha, và đồng thời cũng là kích cầu. Đây, bác nào lấy con này này, đấy, to khủng chất luôn, Nationa này, có cả đĩa các bác nhá. Đấy, đĩa mở cái gì nhỉ? Mã này là mã số 187 các bác nhá. Con này để cho bác giá là 950.000 này, mã số 187. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like nhé. Các bạn chưa đăng ký thì cho em xin và đăng ký kênh. Con này chạy có Zalo thôi. Đấy. Nói chung là các bác phải thông lưu ý, thông cảm giúp em. Đấy, nhiều bác chẳng hạn như là gọi không mua được thì các bác lại bảo bọn em là câu like, câu view. Đấy, đăng chơi cho nó vui. Đấy, như kiểu là đăng để lấy thành tích ấy. Nhưng mà cái đấy là không phải các bác nhé. Bọn em làm, bọn em bán chứ bọn em lấy đâu thời gian mà lại chơi được. Cơ bản là các bác gọi thì mua mất rồi thì các bác phải thông cảm thôi. Có cái con đài to khủng nào mà có Zayu nữa thì lên một vài con nữa. Đây lên tiếp cho bác con Hitachi này. Này, con Hitachi và TDK V4 nhá. Con này còn rất đẹp luôn này. Đấy, con này thì không có gì để mà chê đâu. Còn quá mới luôn. Đây, sống ngon lành các bác nhé. Con này phải có băng vào thì mới biết được các bác nhá. Thì bây giờ phải có đi băng vào thì mới biết được có chạy không được. Đấy. Giải 108 con này còn rất đẹp luôn, còn mới lắm. Đây con này bút được nhá. Đấy, còn cực mới luôn. Đấy. V4 Hitachi, mã này là mã số 188. Đấy, bác nào lấy con này để bác giá 900. Mã số 188 nhá. Đấy, 900. Đấy, con này có radio hết à? Ừ, à không. Có hai. Đấy, các bác ưng bạn nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em có nhé.
đây lên tiếp cho các bác này. Lên tiếp cho bác con Na này, con Na này nó đang đi kìa. Cái cửa sao cứ mở ra. Đây con này nó bị bật cửa nhá, con này con có mic này con nhá. Đây này. Đấy. Nhưng mà con này nó đang bị cái lấy cửa này, về quá trình lại lấy cửa con nhá. Đấy, đang bị mic này. Đây. Na Tiêu Na màu bồ đỗ rất đẹp luôn. RQ 448 nhá. Na Tiêu Na RQ 448. Đẹp quá. Đầu tiên. À, cassette thì có chạy có nhá, cassette sống luôn này. Đấy. Chưa thấy tiếng gì kìa. Cassette thì có chạy có nhá nhưng không có tiếng gì. Con này về các bác để chơi nó cũng đẳng cấp luôn. Đây về các bác ấy lại mua cái này thôi này, Na Tiêu Na. Đấy. Hơi tiếc là tí là nó chưa nói. Rất là đẹp luôn. Ma này là ma số 189 luôn nhá. Con này các bác lấy trong tình trạng như thế này để cho bác giá là 800 về có dọn dẹp. Đấy. Nếu mà không thì em đã bán tổng khoảng 1.1 triệu luôn nhá. 800k. Chốt thì là 9054. Còn thông tin có liên hệ ký kết qua số điện thoại của em 975 7576. Đây giới thiệu tiếp đến các bác một em sáp QTI 14 quá nhá. Sáp QTI 14. Con này tiếng rất là bé quá nhá, tiếng bé tí. Đây về các bác dọn dẹp này. Đấy, sáp QTI 14 quá nhá. Sáp QTI 14. Xả cho bác về các bác dọn này. Đây em lên một ma đài nên em lên bác mấy mua ma dàn mini VIP VIP. Ma này là ma số 190 quá nhá. 190 để cho bác giá con này là 750.000 về các bác dọn nhá. Tiếng nhỏ quá nhá, tiếng nhỏ, sáp QTI 14. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 7576. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Con này con gì đấy? Con xin về bé bé. Vâng. Thôi lên mấy mã dàn đi xong rồi nghỉ thôi, không muộn lắm rồi. Đây em lên cho bác mấy cái mã dàn đỉnh luôn. Tụi con này dàn đẹp thế. Con này con Onkyo à? Onkyo gì đẹp này. 705TC. Tụi con này đẹp nhỉ. Con này chất nhỉ. Tụi con này đỉnh nhỉ. Bây giờ chúng muộn ra cắt cái dây ra. Con này đẹp thật. Đây lên cho bác cái bộ này, con này nó quá là chất luôn. Con này chất nhỉ, thớt đấy có phải của nó? Không phải đâu. Đây ghép cho bác chất nhỉ. Onkyo nhá. Đây, tem vàng cực đẹp luôn. Nó nhiều lắm. Điện nó này. Câu xin ạ. Ui dồi, con này họ cắt dây điện rồi. Con này có giải mã các thứ luôn này. Ê, vực nhỉ. Đây, bác nào dám chơi mù với em không thì bán mù cho bác luôn. Đây, bác nào dám chơi mù với em bộ này luôn. Đây nhá.
có giải mã luôn, Onkyo đấy, đỉnh luôn, hai thước thôi nhá, hai thước trời đẹp luôn, chất luôn. Đấy, bác nào chơi mù với em bộ này. Đây, bộ này bán mù cho bác, đẹp thì xuất sắc rồi. Đây, riêng hai cục này thì đỉnh luôn. Đấy, nhưng mà đang đứt dây nên là em không thử được. Đấy, bác nào mà lấy con này thì để cho bác giá là 2,6 triệu. Con này bình thường bán 2,8 triệu à? Thế cơ, con này đắt thế cơ. Yeah. Đây là con này trong tình trạng này bán mù luôn. 2 triệu rồi. 2,2 triệu là cái gì nhỉ? 2 triệu các bác. Đấy, chỉnh bát tép ba làn thứ con này đỉnh. Con bát này là mã số Onkyo. Đây có nhá. Đấy, A905TX. Đây thiếu một cái thớt đấy nhá, chứ còn nếu đủ thớt thì con này đắt lắm. Bao nhiêu nhỉ? 191 2 triệu. 191 có nhá, 2 triệu bán mù cho bác luôn. Đấy, cái này chỉ bác nào chơi thì bác biết thôi. Về có bác lấy cục này nó đỉnh luôn. Đây, nó giải mã rồi mở các thứ luôn. Đấy, bao nhiêu bán nhau? 2 triệu thôi. Ai chết thì thôi mày. Tham lam thế nhỉ? 3 triệu đấy anh ạ, không anh để lại em. Lấy chất mà. Đấy, mọi thông tin qua liên hệ. Vừa đấy là một bộ của nó à? Chuẩn chứ. Đâu lên bộ nào lên tiếp đi. Các bạn xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Thế đâu bộ nào đây nhỉ? Bộ nào lên bộ nào đi. Có phải bộ đấy không? Đây là cái đấy đó, đây của đi. Lấy bộ cầm đây không mà. Thôi lên cho cái bộ ken kìa. Bộ ken ba thớt đi. Đấy. Đấy bộ ken, ken ba thớt, bộ gần chung ken ba thớt đi. Bộ view đấy. Hôm nay nó không có sự chuẩn bị các bạn. Hàng hôm nay nó về muộn quá đâm ra là không ấy được. Không lên kịp. Đấy, các bác thông cảm vậy. Ngày mai thì là em có tí việc nên tối mai em không lên hàng rồi. Thì mai em làm cái video thôi. Thôi. Mang đây chú xem nào. Cà phê chiều nay với mức thủ đoạn ngắm thế này. Cắm trực tiếp vào ông đi chạy. Cắm trực tiếp vào ông đi chạy. Cũng được mà, cắm được mà, gì phải cắm như đấy đâu. Đâu của cái đấy nhỉ? Từ từ đi, từ từ. Mới thấy một đoạn, rồi em mới thấy một đoạn em vứt lên quá. Cái con kia. Đây còn kèn guốc này của nhá. Đây là đây là chỉ cắm được mà. Ừ. Cắm đi em biết đấu cái đấy. Còn gì? Còn đấu đây thôi. Đây nên cho bác cái chốt này cũng là chốt nhiều tiền đấy. Luôn này. Đấy, Kenwood các bác nhá, SA7. Kenwood SA7 các bác nhá. Là S7 Pro luôn, con này nghe tiếng chất luôn. Con này tiếng là nó cũng chất luôn. Cần gì phải cắm chân được đâu. Chỉ cần cứ cắm điện liền được. Cắm thẳng vào âm đi nó chạy luôn nhá. Đồ vào bên khác. Đây có cần cắn mớ không anh? Không cần cắn mớ đâu, chỉ được rồi. Còn cái chân AOX kia đâu, táp AOX cắm luôn đây. Đây cắm cắm cái thứ ba, cắm thứ ba nhé. Được chưa? Cắm điện chưa? Cắm
con này không có điện rồi. Có gọi điện đây nhưng mà không ấn được, ấn được không lên như này ạ. Tôi để lại nhá. Tôi để lại thôi chứ không phải cái đấy rồi gì. Không còn bộ nào nữa. Tôi khả năng là xin phép các bác nghỉ live rồi chứ còn cái này nữa em không chuẩn bị kịp. Không em lên cho bác mấy cái đài đi, cho nên lấy mất lên mấy cái đài đi. Thôi. Các bác thông cảm vì mai em chuẩn bị thôi. Cái này hàng nó vừa mới về đâm ra là không kịp. Đây BB cho anh cái này lên cho bác mấy cái đài nữa, xong rồi xin phép các bác nghỉ live tối hôm nay đi. Đấy, quá nhá. Chưa chuẩn bị đồ. Cơ bản là cái dàn này rất là phải chuẩn bị thôi thì nó mới nhanh được, chứ này nó chưa chuẩn bị đâm ra nó khó. Hàng nó vừa về đâm ra là khó quá, khó lên quá. Nó vừa về nó rất là khó. Đây xả cho bác con này nhá. Đây một em này là một em gì? Đã biết là con gì này. Con này con sáp rồi. Nó mất tem rồi. Sáp GS308FB. Đây cục đây. Sáp GS308FB nhá. Con này thì xả thôi, về các bác lấy đồ thôi. Con này nó hơi xấu tí. Đấy, nó chuẩn luôn bác là hơi xấu. Vẫn sống bình thường thôi nhá. Hầu như quan đề cập đến điều này á, thì anh cũng chợt nhớ lại. Không phải chỉ là những du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà ngay cả bản thân chúng ta khi mà đi đâu chúng ta đều rất là trân trọng những cái món quà mà nó mang một cái điểm nhấn gì đó mà mình sẽ mua về hoặc mình được tặng để. Radio sống ngon lành thôi nhá. Con này về có dọn cassette này. Đấy, nó thiếu một cái tem một chỗ này. Đây có nhá. Đây. Rất là tiếc cái là đây nó cái này nó bị chóc mất lớp sơn này. Nó không bị bị mục đâu. Cái này về các bác vẫn làm được. Đây. Về nào các bác là bàn tay vàng này. Đấy. Giá 108. Con này các bác lấy thì để cho bác giá là 1 triệu các nhá. Giá luôn bác giá 1 triệu. Mã này là mã số 192. Đấy. Giá là 1 triệu. Đấy. Các bác ưng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 75 76. Ưng nhất vậy. Đây lên tiếp cho bác của em Toshiba Bombay. Đấy. Con này là con S71 S71 quá nhá. S71 lấy 1-2 mã nữa thôi rồi em nghỉ live hôm nay thôi. Toàn hôm nay nó không sự chuẩn bị hàng nó về muộn quá. Nên là cứ thế là lên thôi. Đấy. Con này nó có dây. Con này nó có dây quá. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong mùa đông năm 2023 đã tăng cao hơn 1,53 độ C so với mức trung bình dài hạn và là mức cao nhất trong hơn 10. Đấy, con này nói ngon lành rồi. Đấy, con này thì về các bác dọn cassette nhé. Mã này là mã số mã số 193. Con này các bác lấy để cho bác giá là 1,2 triệu. Mã số 193, 1,2 triệu. Hai mã nữa. Lên sóng. Nắp lắp lại nắp pin này. Em lên 2 mã nữa các bác nhá. 2 mã nữa rồi em nghỉ live. Đây bọn em Hitachi VK103 này. Lên tiếp bác em Hitachi VK103. Sơn Điền, thì Sơn Điền rất là
cho dày và lúc đó đất đã tơi xốp rồi thì bắt đầu chọc lục. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có... Con này nó cũng giống với con lúc nãy em lên một con này. Đấy, con này cũng để cho bác giá là 700 nghìn thôi. Màu đen thì nó giá nó chắc hơn để bác có 700. Mã này là mã số... 194 thôi nhá. Đấy, 700 nghìn. Em lên nốt một mã nữa. À đây chỉ bán cho bác một cặp này luôn đi. Đây, xả cho bác một cặp này luôn này, mới về đây. Con này là con gì đây? Sanyu cassette. Đấy. Và con này là con Nationa, mất cái cửa băng này. Đấy. Còn nguyên bao da nhưng mất cửa băng, được mỗi cái bao da đẹp thôi. Đây cặp này bác nào lấy để cho bác giá là 600 nghìn. Đấy. Mã này là mã số 195 rồi nhá. 600. Đấy, 195. Đấy, hôm nay em lên dừng mã đây thôi. Đấy, các bác ưng mã nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Còn mã trưởng của ngày hôm nay có nhá. Mã